Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video thứ hai tổng hợp các bộ môn đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ của huyện Kim Bôi năm 2024. Hiện giờ các bộ môn thi đấu vẫn đang diễn ra rất là sôi động, mời các bạn tiếp tục theo dõi. Sau trận Hường gặp Đình là vận động viên Sao Nông Dâm gặp Ngăn Vĩnh Tiến bỏ cuộc, Sao Nông Dâm thắng với tỷ số 2-0. Không chú ra đâu. Hai chân bằng ca kiếm của ra đây cho mày.
tôi xin công bố vận động viên Đan Xuân Thủy thắng Tùng Hùng Sơn với tỷ số 2-0. Mời hai vận động viên vào ký biên bản thi đấu. Ở hiệp thứ hai các vận động viên
Toàn trạng vận động viên Toàn. Rồi, hiệp thứ hai vận động viên Đích Kim Bôi tiếp tục thắng. Chúng tôi xin công bố toàn trận vận động viên Đích Kim Bôi thắng vận động viên Hưng Luông Giang với tỷ số 2-0. Trận tiếp theo chúng tôi mời vận động viên Trương của Mỹ Hòa. Trương Mỹ Hòa có không nhỉ? Có sân em ơi. Đi cho an toàn. Chúng tôi xin công bố vì do vận động viên Minh Nông Giang bỏ cuộc nên vận động viên Chiêu của Mỹ Hòa thắng 2-0. Vận động viên Hà của Mỹ Hòa vào đi em ơi. Hà đâu nhỉ? Tôi chưa công bố vì vận động viên Ánh Bình Sơn bỏ cuộc nên vận động viên Hà Mỹ Hòa thắng cuộc với tỷ số 2-0. Xin mời chỉ đạo viên của đơn vị Hùng Sơn và vận động viên Dũng, chỉ đạo viên của đơn vị Đông Bắc và đơn vị và vận động viên Nguyên đang sân số 2 gặp ban tổ chức ạ. Người rồi, đó.
Xin mời chỉ đạo viên của đơn vị Hùng Sơn ạ và vận động viên Dũng ạ. Chỉ đạo viên của đơn vị Đông Bắc ạ và Nguyên ạ. Vận động viên Toa quỳ bắn. Vận động viên Toa quỳ bắn. Vận động viên Toa quỳ bắn. Đăng vị. Vận động viên Toa quỳ bắn quỳ một gối thôi. Vừa rồi các bạn vừa theo dõi những trận kéo co rất vui và hài hước và những trận đấu đầy gậy cũng rất căng thẳng và kịch tính. Mình xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Đấy. Nhi bằng gặp nhi bằng